Kính chào quý thính giả, chúng tôi là Đỗ Hiếu, người giới thiệu chương trình Trang sử Việt Nam Quốc dân đảng, lịch sử đấu tranh cận đại 1927-1954, Việt Nam Quốc dân đảng do Việt dân Hoàng Văn Đạo biên khảo. Đây là chương trình phát thanh hàng tuần trên YouTube và Facebook vào lúc 7 giờ sáng Chủ nhật giờ thủ đô Washington. Kính thưa quý vị, đến với buổi phát thanh hôm nay Chủ nhật 5 tháng 12, 2021, gồm có nội dung như sau, phần 15 và 16 chương 9, phiên thứ 3. Để mở đầu, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần 15 chương 9, đề tam chiến khu Việt Trì do Đỗ Hiếu trình bày sau đây. Đề tam chiến khu Việt Trì. Vào trung tuần tháng 9 năm 1945, Nguyễn Đình Phúc được Hoàng Quốc Chính, Vũ Quang Thẩm từ Hà Giang phái về tổ chức chiếm cứ Việt Trì. Về Việt Trì, Phúc trọ tại quán cơm đầu cầu Bạch Hạc do một đồng chí làm chủ là Văn Bịch. Sau một thời gian giao thiệp với quân nhân Nhật Bản bại trận, Nguyễn Đình Phúc đã có một số súng chứa đầy trong ba cổ quan tài, tức là những chiếc hòm, thả dấu xuống dòng sông Bạch Hạc. Công tác của Phúc làm bị một thiếu nữ tên là Thị Bích, khách cũng ở trọ với Phúc dò biết đi tố cáo với công an cộng sản. Tức thời, bốn công an cộng sản là Ký Cải, Ba Mai, Nho Mưu và Bùi Văn Phong đem bè lũ đến vây bắt. Nguyễn Đình Phúc bị đưa đi giam giữ hết nơi này đến nơi khác, cuối cùng cộng sản đưa về giam trên tầng lầu trụ sở Ủy ban Hành chánh Bạch Hạc cùng với hơn 200 nạn nhân khác mà đa số là quan lại kỳ hào địa chủ ở địa phương. Sau khi giam giữ ít ngày tại đấy, cộng sản tổ chức một đêm kịch ở bên nhà máy giấy Việt Trì để thu hút dân chúng đến xem. Trong khi đó, cộng sản sẽ ngầm đưa một số nạn nhân đi thủ tiêu, mà trong số đó có Nguyễn Đình Phúc. Từ khi Nguyễn Đình Phúc bị cộng sản bắt, các đồng chí hàng ngày vẫn theo dõi. Tới đêm mà cộng sản định đem đi thủ tiêu thì Thanh Bình cùng Nguyễn Trung Tự đem một số đồng chí dùng mưu cứu thoát được Nguyễn Đình Phúc và một số đồng bào bị giam giữ Phúc. Riêng Phúc được đưa đến chiến khu Vĩnh Yên phụ trách phòng chính trị. Cho mãi đến tháng 12 năm 1945, Thiếu úy Hanh, Dương Ái, tức Quảng Ái, đội Thọ cùng với 40 đồng chí võ trang do Thiếu úy Dương Cáp chỉ huy từ chiến khu Vĩnh Yên bí mật tiến đến Việt Trì rồi chia làm 4 toán. Một toán đi vòng đường cái nhựa phía sau nhà máy giấy tiến thẳng vào chiếm thị sảnh. Một toán đi qua sông tiến đến dốc cầm Mai Phục chờ toán thứ ba tới rồi đồng tấn công. Một toán đánh chiếm sở kiểm lâm ở bến gót, một toán đánh chiếm ga xe lửa, chỉ trong chớp nhoáng đã hoàn toàn chiếm xong Việt Trì, hy sinh mất một chiến sĩ tên là Hạng. Quân chính được tổ chức ngay, Dương Bình được ủy làm bí thư tỉnh đảng bộ thuộc dưới quyền kiểm soát của chủ nhiệm Vũ Văn Minh tức Mẫn. Kết ít ngày sau, Bảo Ngọc từ chiến khu Vĩnh Yên phải tới thay thế Dương Bình làm bí thư, Thanh Minh, trưởng ty công an Kim Mật Vũ, Toàn Ánh, trưởng phòng chính trị cục, còn gọi là Kỳ Đen, trưởng ty hiến binh, Dương Cáp tư lệnh chiến khu. Nói thêm về Dương Bình, được ít lâu thì Dương Bình âm mưu tạo phản nên đã bị đưa về chiến khu Vĩnh Yên lập phiên tòa xét xử và bị kết án tử hình. Sau khi mọi cơ cấu tổ chức xong, trường quân chính, sơ và trung cấp từ Vĩnh Yên được dời tới Việt Trì. Giám đốc học hiệu là đại úy Vũ Văn Minh, phó giám đốc là thiếu úy Nguyễn Xuân Kế, giảng viên là chủ úy Ngạn, Trần Văn Lợi và Dương Ti. Vài tháng sau trường quân chính này, càng đông học viên, các huấn luyện viên cũng được tăng cường thêm do các cán bộ Phan Trọng Vinh, chuyên khoác và Bùi Ngọc Quân, tức Việt Hùng, phụ trách. Tháng 3 năm 1946, một số chừng 60 quốc gia thanh niên đoàn từ Hà Nội rút lên Việt Trì, đóng tại nhà Nguyễn Hữu Tiệp bên Bạch Hạc. Sau khi Chánh phủ Liên hiệp kháng chiến ra đời, Trung ương đảng bộ thông tri đi các khu đảng bộ ra lệnh đoàn kết chống xâm lăng. Từ cuối tháng 2 năm 1946, tỉnh đảng bộ Việt Trì đã tổ chức mấy cuộc nói chuyện về đoàn kết. Một cuộc tổ chức tại sân vận động Việt Trì có đại biểu cộng sản đến dự. Một cuộc tổ chức tại đình Bạch Hạc, dân chúng địa phương kéo đến nghe cuộc nói chuyện rất đông đảo, nhiệt liệt hoan nghênh. Đến cuối tháng 4, tình thế bắt đầu trở nên gay go. Bộ Tư lệnh liền cho mở những cuộc hành quân với tính cách biểu dương lực lượng do Vũ Văn Minh và Dương Cáp chỉ huy. Cuộc thứ nhất lên Diễu Lâm tiếp giáp An Lão trụ sở Ủy ban Hành chánh Cộng sản huyện Hạc Trì, rồi quay về
Lâu Thượng, Lâu Hạ, Việt Trị. Cuộc thứ hai di chuyển bằng xe lửa từ Việt Trị lên Phủ Đức quẹo ra Nỗ Lực, buổi chiều trở về Việt Trị. Ghi chú, Dương Ty sau đổi về công tác tại chiến khu Vĩnh Yên. Ngày 7 tháng 6 1946, Dương Ty làm phản, đưa một tiểu đội cùng võ khí, trong số có một khẩu trung liên ra đầu hàng Việt Cộng ở huyện Tam Dương. Xin mời quý vị theo dõi tiếp. Cuộc thứ ba sang Hòa Loan, chiều lại trở về Việt Trị. Đến đâu ban tuyên trưởng Xuân Phong cũng tổ chức nói chuyện, phân phát báo Việt Nam và truyền đơn, được công chúng địa phương nhiệt liệt hoan hô hưởng ứng. Tiếp theo đến chiến dịch tổ chức an dân. Lần thứ nhất, phá cuộc bích tinh của Cộng sản tổ chức tại xã Minh Nông cách Việt Trị 5 cây số. Lần thứ hai, phá sầu huyệt Cộng sản cũng tại xã Minh Nông, biến xã này thành một xã thuần túy quốc gia chống cộng cực đoan. Dân chúng tự động xé cờ đỏ sao vàng và bắt các cán bộ Cộng sản mang đi giết. Sáng ngày 17 tháng 6 năm 1946, tại trung tâm tỉnh đảng bộ Việt Trì, tổ chức lễ truy niệm 13 vị liệt sĩ lên mái chém thực dân Yên Bái năm 1930. Trước mặt đông đủ các cấp chỉ huy quân dân chính, học viên Việt Trì, Bạch Hạc cùng nhân dân các xã thôn lân cận, Trần Trung Dung đứng lên tuyên bố buổi lễ lịch sử theo phần thủ tục. Tiếp đến là lễ thượng đảng kỳ, dây cờ bị đứt, mọi người tái bật. Cuộc hành lễ vừa xong thì Cộng sản đem quân đến khiêu chiến. Quốc dân đảng lập tức qua sông Bạch Hạc tiến lên con đê về phía Vĩnh Tường, cách Việt Trì 3 cây số dàn quân ứng chiến dưới sự chỉ huy của tư lệnh Dương Cáp. Hai bên nổ súng, sau mấy tiếng đồng hồ, Cộng quân yếu thế và rút lui. Từ sáng sớm hôm sau, tức là ngày 18 tháng 6, ngày cũng như đêm, Cộng quân liên tiếp kéo đến tấn công nhưng không thu lượm được một kết quả nào cả. Tới ngày 21 tháng 6, Cộng sản huy động tất cả lực lượng quân sự từ các nơi đến, gồm có một tiểu đoàn lính Thổ, một tiểu đoàn lính Vĩnh Phúc Yên, hai tiểu đoàn lính Phú Thọ, hai tiểu đoàn lính Sơn Tây, Mũ Cói, một tiểu đoàn lính Thái Nguyên. Cộng là 7 tiểu đoàn, lại thêm một số lớn tự vệ chiến đấu dân quân. Tổng số hơn 3.000 người kéo đến vây hãm Việt Trì. Theo báo cáo của Cộng sản thì Quốc dân đảng ở Việt Trì có tới trên 1.000 người, nhưng sự thật lực lượng quân sự của Việt Nam Quốc dân đảng ở chiến khu Việt Trì chỉ có trường quân chính 120 học viên, Quốc gia thanh niên đoàn 60 người, Quốc dân quân 110 người, cán bộ biến vi binh 66 người, tổng cộng là 356 người. Đêm 21 tháng 6, Cộng quân bắn phá những khu lân cận Việt Trì, bắt đầu tấn công vào mộ Chu Hạ. Đồn ấy, Việt Nam Quốc dân đảng chỉ có một tiểu đội trấn giữ dưới quyền chỉ huy của Hạ sĩ Kim Anh. Quốc dân đảng chiến đấu một cách rất anh dũng. Riêng Kim Anh đã ném hết tất cả 2 thùng lựu đạn. Tới sáng thì bị quả lựu của Cộng quân tập trung quá đông đảo. Kim Anh bị một viên đạn bắn xuyên qua mồm, với cùng tiểu đội rút lui về Bạch Hạc. 5 giờ sáng ngày 22, tiến vào mộ Chu Hạ, Cộng quân kéo cờ đỏ sao vàng. Lập tức tất cả các cấp dân quân chính tổ chức ngay cuộc phản công. Lần đầu tiên học viên trường quân chính cùng tập hợp xuất quân, góp sức với quốc dân đảng đặt khẩu trung liên quét vào mộ Chu Hạ. Đến 9 giờ sáng, Cộng quân phải rút lui khỏi bộ sao về một khu đồi cao để chống giữ. Trận này về phía Việt Nam Quốc dân đảng không một ai bị chết. Tuy có giáo sư Mai bị thương ở bàn tay trái là vì thiếu liên lạc, nên bạn đồng đội đã bắn lầm giáo sư Mai mà thôi. Dương Cáp cùng Trương Quốc Chính, Nguyễn Văn Hiền, cán bộ trường quân chính, chỉ huy quốc dân đảng truy kích Cộng quân. Cộng quân huy động thêm viện binh tới, trong số có 8 pháp quân được phái đến phụ trách điều khiển trọng pháo. Kết quả Cộng quân đại bại, một trung đội trưởng bị thương, bị bắt và chết vào hồi 24 giờ đêm, chưa kịp khai thác tài liệu. Tịch thu một khẩu đại bác 60 ly bộ đội Hùng Phong, chiến khu Thái Nguyên do Nông Quốc Hùng chỉ huy, bị chết mất quá nữa. Sự thiệt hại về phía Việt Nam Quốc dân đảng không quá 10 người. Trong đó có tư lệnh Dương Cáp bị một viên đạn xuyên qua mồm đến tới Thái Dương và một viên nằm ở cổ tay trái không ra được. Trần Quốc Chính bị gãy bả vai, bên trái xuyên qua ngực tới lưng. Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Văn Đông, Nhật Kiều, một huấn luyện viên trường quân chính bị vắng vỡ một mảng ngực, trông thấy xương sườn. Đào Văn Chế bị trúng 7 phát đạn khắp mình và chân, lưng một cán bộ chết tại trận. Hạ sĩ Kim Anh sau trận mộ Chu Hạ cũng từ trận.
Sau 9 ngày, 9 đêm tác chiến, các chỉ huy chiến khu Việt Trì xét thấy đã đến lúc phải rút lui để bảo toàn lực lượng, vì Phú Thọ, Vĩnh Yên đã thất thủ, Yên Bái cũng đương bị bao vây. Lào Cai lại ở quá xa, đường giao thông bị địch tàn phá, viện binh không thể đến kịp, Việt Trì trở nên cô lập. Hơn nữa, tình hình sinh hoạt ngoài dân chúng bị ngừng hẳn từ ngày Cộng quân nổ súng trong thành phố Việt Trì, đã lâm vào cảnh thiếu lương thực không cách giải quyết. Cuộc rút lui được ấn định vào hồi 24 giờ đêm 25 tháng 6 năm 1946. Từ sáng sớm ngày 25, khẩu súng Đại Liên 13 ly do hai cán bộ Vương Cát Đạo, tức Vương Đức, và Bùi Ngọc Quân, tức Việt Hùng, cùng mấy học viên trường quân chính cầm cự để lui quân về thành bộ. Việc lui quân xong xuôi, khẩu Đại Liên cũng được đưa qua sông Bạch Hạc về thành vào phút chót. Trưa ngày 25, Cộng quân tấn công dữ dội, nhưng cũng không dám mạo hiểm vượt qua sông. Sầm tối ngày 25, Quốc dân đảng sửa soạn, bỏ Bạch Hạc và Việt Trì, lệnh cấm xâm nhập đến tính mạng và tài sản của nhân dân trong lúc rút lui được ban hành. Đến hồi 24 giờ thì đã rút lui hết dưới sự chỉ huy của Vũ Hồng Khanh tiến về phía Bắc. Cuộc rút lui rất trật tự và êm ả. Thành Việt Trì đành phải hy sinh đồng chí Việt Hùng và hai học viên trường quân chính để điều khiển khẩu Đại Liên cầm cự với địch quân làm kế nghi binh. Đến phút cuối cùng, Việt Hùng cùng mấy đồng chí đẩy khẩu Đại Liên xuống sông rồi đội lốt thường dân trốn thoát. Trần Quốc Chính tuy bị thương nhưng cũng vẫn trốn thoát được. Vì có đội Ngạn, Dương Cáp, Nguyễn Văn Đông và Đào Văn Chế vì vết thương quá nặng không thể đi được bị Cộng sản đưa lên bãi Tha Ma, phủ cũ Vĩnh Tường, chôn sống, và một số bị giết tại chỗ vứt xác xuống sông Hạc Trị. Tiếp nối chương trình, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần 16 chương 9 thiên thứ 3, Phú Thọ, Việt Trì thất thủ, toàn thể rút lên chiến khu Yên Bái, qua giọng đọc của Thanh Trang. Phú Thọ, Việt Trì thất thủ, toàn thể rút lên chiến khu Yên Bái. Rời Việt Trì, Quốc dân quân rút lên Gia Đồn, thuộc Tổng Minh Nông, gặp Cộng quân, hai bên nổ súng. Sau 3 phút, Cộng quân tự liệu thế yếu phải rút lui. Từ Gia Đồn tiến lên ga Thủ Đức, lên ngã ba Hùng Vương, đến đây gặp Lê Văn Yên, một cán bộ đảng tại chiến khu Phú Thọ. Sau khi Phú Thọ thất thủ, Yên và một số đồng chí cùng những người ủng hộ đảng, tất cả đến gần 300 người bị Cộng sản bắt dẫn đến khu rừng cách ga Tiên Kiên 6 cây số chôn sống hết. Yên thoát chết vì Cộng sản đã quá mệt mỏi, lấp đất không kỹ. Lê Văn Yên nhập đoàn cùng tiến lên đến phía dưới Phú Lộc. Đến đây, đội tiên phong bắt gặp chiếc xe hơi hiệu Citroen từ phía Phú Thọ đi xuống. Trong xe có một tài xế và ba người ngồi là Đặng Văn Châu, Phạm Quang Cẩn và Tri Châu Sáng. Lập tức xe bị chặn lại. Ba người này tự giới thiệu là nhân viên trong Ủy ban Hòa giải của chính phủ được phái đến Việt Trì để điều đình. Vì những cuộc xung đột giữa hai bên mới rồi là do địa phương tự động, chứ không phải là do lệnh của Bộ Quốc phòng. Đội tiên phong định đốt xe và giết chết ngay ba tên cán bộ Cộng sản ấy. Nhưng Vũ Hồng Khanh từ hậu đội được báo tin, bèn ra lệnh ngăn lại không cho giết vội, đồng thời cử Nguyễn Tường Long tiến lên gặp ba cán bộ Cộng sản ấy. Họ phân trần: chúng tôi mời toàn thể anh em về tỉnh lỵ Phú Thọ để chúng tôi khoản đãi một bữa cơm, rồi anh em Việt Trì sẽ trở lại Việt Trì. Ở Phú Thọ, chúng tôi xin trao trả để anh em trở về Phú Thọ. Tình hình sẽ trở lại như cũ để cùng nhau chung sức chống xâm lăng. Xét thấy những lời nói của ba tên cán bộ Cộng sản chỉ là những mưu mô xảo quyệt, Vũ Hồng Khanh ra lệnh tiến quân lên thẳng Yên Bái, bắt ba cán bộ đi trước hướng dẫn, tiến đến một làng kế cận nghỉ ngơi ăn cơm, rồi tiếp tục tiến đến trạm Thái Bình, tạm nghỉ một đêm tại một làng rất đông dân cư và trù mật. 5 giờ sáng hôm sau lại bắt đầu lên đường, mãi tới hồi 23 giờ mới tới làng Yên Kỳ, vào tạm nghỉ tại đình làng ấy. Tấn thảm kịch Yên Kỳ. Sau khi toàn thể vào tạm nghỉ ngơi tại đình làng Yên Kỳ, thì có một số bộ lão trong làng ấy tới đình làng đề nghị xin tiếp tế. Có một số đồng chí tin tưởng ở các vị bộ lão,
Còn số khác thì họ tiên đoán là có chuyện bất thường sẽ xảy ra. Số người này họp lại kéo nhau vào làng ngủ đỡ ở nhà một người dân và đã nhận xét thấy có đủ bằng chứng rõ rệt là cả dân làng Yên Kỳ này đã hoàn toàn Việt Cộng hóa. Bởi vậy, khi sáng ngủ dậy, họ định đốt nhà và thiêu hủy luôn cả làng Yên Kỳ, rồi sẽ kéo nhau lên đường. Bí thư trưởng họ Vũ hay tin, liền phái đồng chí Nguyễn Tường Bách đến ngăn cản, bảo dân làng này là những người tử tế, sắp gánh cơm ra thiết đãi anh em chúng ta. Theo lệnh, anh em bình tĩnh ra tới đình làng. Thì đồng chí bí thư trưởng ra lệnh cho anh em xếp hàng để lãnh cơm. Lệnh ban vừa dứt tiếng, thì tiếng súng của địch bắt đầu nổ. Các đồng chí vội vàng lên lưng ngựa để tiếp tế súng đạn cho quốc dân quân. Kết cuộc địch phải rút lui. Trong số anh em vừa bị thương vừa chết, mất 18 người. Và thừa cơ hội trong lúc lộn xộn, ba tên cán bộ cộng sản Châu, Cẩn, Sáng đều trốn thoát. Sau khi đánh dẹp địch quân ở Yên Kỳ, hầu hết các đồng chí quốc dân quân đều trở thành trắng tay vì không còn đủ thời giờ thu xếp hành lý trước khi lên đường. Trong khi ấy, duy ông bà bí thư trưởng còn một gánh nặng do người đầu bếp tỉnh đảng bộ Phú Thọ vẫn lẻo đẻo gánh theo. Nhưng sau, vì lòng không dạ đói mà dặm đường còn xa, để bớt cho gánh nặng đè trĩu lên trên hai vai phần nào, một két sắt nhỏ do Vũ phu nhân nhắc ra giao cho Lý Xuân Lâm, một đồng chí hiền lành đáng tin cậy xách đỡ. Đi được một quãng đường, cũng vì quá đói và mệt, Lý Xuân Lâm đã trao cái két sắt nhỏ ấy cho một thanh niên đồng chí mang đỡ. Rốt cuộc, đi được một đoạn đường, cũng vì đói và kiệt sức, mà thanh niên đồng chí ấy đã liệng cái két sắt ấy xuống khe suối. Những đồng chí của bí thư trưởng Vũ Hồng Khanh đã chứng kiến vụ này đều nhận định rằng đó là két sắt đựng số vàng đã giết và chiếm đoạt của một cán bộ Đại Việt Quốc Dân Đảng là Hường. Còn Hy Tống, tức Phạm Nguyên Cảnh, tức Phạm Khải Hoàng, do nhiều đồng chí can thiệp đã cứu thoát. Két sắt đựng vàng ấy nguyên là của Nguyên Hữu Tiệp, chôn giấu ở trước sân nhà của y ở Bạch Hạc, Việt Trì. Một cây mía, một mạng người. Sau trận Yên Kỳ, quốc dân quân lên đường tiến về ngã Phú Ninh, Hanh Cù. Một ngày yên tĩnh, tối đến ngã ba đường Hanh Cù, Đào Giả, phải ngủ hết trên dọc đường bị mưa gió tầm tã suốt đêm. Lại thêm phần đói cào ruột, rét thấu tim, mũi mồng đốt, ai nấy thân thể đều nổi cục như hạt ngô to. Sáng sớm lên đường, đi qua các làng, đều là những cảnh vườn không nhà trống, có tiền cũng không thể mua được thức ăn. Tuy đường dài bụng rỗng, nhưng anh em đều thấy khát nước còn hơn là thấy đói. Anh đội Sửu là trưởng ty mật vụ tỉnh Phú Thọ, tinh mắt nhìn thấy ở phía xa độ 500 thước có một ngôi nhà lá, có một khóm mía trong vườn. Đội Sửu phàn nàn với anh em là không có tiền để mua một vài cây mía. Đồng chí Thanh Vân liền hỏi quanh anh em. Thì đồng chí Phượng, con ông Hay An, nguyên trưởng ty cảnh sát Hà Nội, moi trong túi ra được tờ giấy bạc 20 đồng, trao cho anh đội Sửu. Đội Sửu liền vội vã chạy đi mua hẳn hòi, với giá 20 đồng. Một cây mía thời ấy đâu phải là giá rẻ, đem về tiễn ra được 6 đẩn, định đưa cho đồng chí Thanh Vân một đẩn, nhưng lại đổi ý, ôm cả đi để biếu đồng chí tổng thư ký họ Vũ trước đã cho phải lễ. Không những đồng chí tổng thư ký đã không cảm thông, không hiểu rằng đồng chí đội Sửu đã đi mua của dân, lại đè mắng ngay đội Sửu là có hành động thổ phỉ. Vũ Hồng Khanh vừa mắng vừa chĩa súng vào ngực đội Sửu. Đội Sửu tưởng mình cũng là cấp chỉ huy, yên trí là tổng thư ký nói đùa chơi đó thôi, hay là muốn bịt miệng thiên hạ, chứ có lẽ nào lại xử sự như vậy được. Bởi thế đội Sửu chỉ cười và còn nói rỡn. Anh mắng em thì em chịu, nhưng em có biết sợ súng đâu, anh đùa em khí quá. Có ngờ đâu, Vũ Hồng Khanh nổ súng vào ngực đội Sửu thật. Tấn bi kịch diễn ra chớp nhoáng, đội Sửu còn giữ vẻ mặt cười, nhưng chỉ một phút sau là tắt thở. Đội Sửu bảo, không biết sợ súng, có lẽ khiến họ Vũ nổi nóng quá tức giận. Nhưng sự thực mười mươi
là đội sử tay không mà đã đánh ngã gục ba tên cộng sản có ba khẩu súng đã nạp đạn sẵn sàng ở Phú Thọ. Đội sử tự tin quá, có lẽ cũng đã lầm. Sau khi đội sử đã bị sát hại, hai đồng chí Đoàn và Phượng đã định rút súng báo thù ngay. Nếu đồng chí Thanh Vân không can ngăn kịp, thì chắc chắn Việt Nam Quốc Dân Đảng không còn gì là thanh danh nữa. Lại tiếp tục đi suốt ngày, tối đến ngủ tại một làng giáp với Hào Gia. Sáng sau lại tiếp tục lên đường, đi cách Hào Gia độ 6 cây số. Tại đây có một suối nước và mấy đồi cao. Thình lình một loạt súng từ trên đồi cao bắn xuống. Vũ Văn Minh tức thời chia quân tiến lên đồi. Cộng quân phải bỏ chạy. Quốc dân quân bắt được 3 tên, 3 khẩu súng trường và 3 thùng đạn. Khi tiến đến trước chùa Bách Lẩm, lúc ấy là hồi 10 giờ sáng, cộng quân bắn ra rất mạnh, tức thời quốc dân quân dàn trận tấn công lại ngay. Trong thành Yên Bái, các chiến sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng lại nhầm tưởng là cộng quân tấn công mình, cũng chĩa súng bắn sang như mưa rào. Vũ Hồng Khanh ra lệnh đem đảng kỳ lên cắm trên đỉnh đồi. Trong thành chiếu ống nhòm thấy, liền chĩa súng bắn sang phía Âu Lâu, chiến khu Việt Cộng, để trợ lực cho các đồng chí. Rồi Nguyễn Vĩnh hướng dẫn anh em ra nghênh đón vào thành Yên Bái. Lúc ấy nhằm hồi 11 giờ ngày 29 tháng 6 năm 1946, giữa lúc quân và dân Yên Bái đương vui mừng yến tiệc chiến thắng cộng quân. Đoàn quân tiếp viện. Cũng buổi chiều hôm ấy, đoàn xe tiếp viện từ chiến khu Lao Cai cho Việt Trì cũng tới ga Yên Bái. Bởi Vũ Hồng Khanh đánh điện lên Lao Cai, gọi tiếp viện cho Việt Trì. Được lệnh, Triệu Việt Hưng ra lệnh cho Đại tá Triệu Quốc Lộc điều động quân Yên Bình Xã và Nghĩa Lộ về tiếp viện Việt Trì. Triệu Quốc Lộc điều động quân lực hai nơi ấy về tập trung tại Bảo Hà. Cộng sản dò biết, lập tức điều động quân đội ở Tuyên Quang, bắt một lục Yên Châu đến tập kích Yên Bình Xã và Nghĩa Lộ, đồng thời phá hoại nhiều đoạn đường xe lửa từ Lan Khay trở xuống. Vì sự tập kích và phá hoại của cộng quân nên việc điều động quân đội của Triệu Quốc Lộc phải đình chỉ. Tình thế quá khẩn trương, việc tiếp viện không thể trì hoãn được. Triệu Việt Hưng cấp tốc ra lệnh cho chỉ huy quốc dân quân Chapa là đại úy Lê Huy điều động một bộ phận do trung úy Hoàng Văn Tính chỉ huy cùng đại úy Côn chỉ huy quốc dân quân Mường Hụm cấp tốc xuất quân ngay đêm 22, nhưng bị trời mưa tầm tã suốt ngày đêm, nước chảy như thác nên sự tiến quân rất chậm trễ. Mãi đến hồi 11 giờ sáng ngày 23 mới tới Lao Cai. Một mặt, Triệu Việt Hưng ra lệnh kiến thiết nhiều toa xe lửa thành một chiến lũy lưu động, trang bị đầy đủ lương thực, khí giới, quân nhu và đem theo một xe đường rầy cùng vật liệu sửa chữa và nhân viên làm đường, để sửa chữa ngay tức thì những đoạn đường mà Cộng sản đã phá hoại. Ngày 24 tháng 6, Triệu Việt Hưng chỉ huy đoàn xe chiến lũy lưu động ấy khởi hành từ ga Lao Cai đi tiếp viện cho chiến khu Việt Trì. Nhưng đường xe lửa bị Cộng sản phá hủy quá nhiều, đi được một chặng đường lại phải ngừng để sửa lại đường rầy, mất rất nhiều thời giờ, nên mãi tới chiều ngày 29 mới tới được ga Yên Bái. Và hay tin các đồng chí đã phải bỏ Phú Thọ, Việt Trì rút lui hết lên chiến khu Yên Bái. Yên Bái nay trở nên tiền tuyến của đệ tam chiến khu đảng bộ. Xét thấy các cơ quan hành chính và đảng bộ ở cả lại đây không có lợi. Hơn nữa, vấn đề lương thực không đủ cung ứng, nên cấp chỉ huy quyết định di chuyển các cơ quan đảng bộ, một số quốc dân quân và cả trường lục quân lên chiến khu Lao Cai. Còn một số quân đội Phú Thọ, Việt Trì để lại Yên Bái đặt thành phòng tuyến thứ nhất của đệ tam chiến khu. Lệnh bắt đầu thi hành từ ngày 30 tháng 6 năm 1946. Khủng hoảng trầm trọng. Vũ Hồng Khanh cùng một số cán bộ quân đội, học viên đã rút lên cả Lao Cai. Bộ Tư lệnh Yên Bái được cải tổ lại, thành lập một bộ tham mưu gồm Đại úy Minh, Trung úy Vinh, Quản Hiệp, Quản Kế, Vương Cát Đạo, còn Bộ Tư lệnh vẫn là Nguyễn Vĩnh và Nguyễn Duy Dị.
Chiến khu Yên Bái lúc ấy đương ở vào tình trạng bế tắc. Hơn một năm trời chiến đấu, nay nhân khẩu lại gia tăng. Vấn đề lương thực trở nên thiếu thốn và sự vận tải tiếp tế của Lào Cai lại gặp rất nhiều trở ngại, thành ra bất thường. Bộ Tham mưu quyết định mở mặt trận chiếm đóng Nga Quán, Bái Dương, Phú Thọ, Yên Bái để bổ sung lương thực. Theo tình báo, Cộng sản biết lực lượng Việt Nam Quốc Dân Đảng ở Yên Bái rất mong manh, quân số không quá 400 người. Nên đến thượng tuần tháng 7, Cộng sản lại xua quân các nơi đến bao vây, rồi bắn tứ phía vào Yên Bái suốt một ngày đêm. Trong khi ấy, ở đồn Cường Thịnh, Quốc Dân Quân chỉ có 15 người ra chiến đấu. Đương khi chiến đấu thì có lệnh rút quân về Nga Quán, tập trung để đánh tập hậu Cộng quân đương vây hãm. Trung đội Quốc Dân Quân do Nguyễn Duy Dị chỉ huy tại Bái Dương. Trận Bái Dương, đại đội Cộng quân bị thua to, bỏ lại 24 xác chết. Quốc Dân Quân còn bắt sống được 8 Cộng quân, trong số đó có một đại đội trưởng, một trung đội trưởng và một cán bộ chính trị, tịch thu được 4 súng đại bác cùng một số súng trường. Đưa về Yên Bái, Tư lệnh Nguyễn Vĩnh lấy lễ độ đối với 8 tù binh. Ra lệnh cấm không ai được xâm phạm, cho ăn uống, cấp phát áo quần và đãi tiền làm lộ phí cho về. Cách 2 tiếng đồng hồ sau, Cộng sản lại chở 8 thuyền đầy quân đội, cấp tốc qua sông định đánh úp Bái Dương để cứu đại đội của mình. Nhưng không ngờ đại đội ấy đã bị Quốc Dân Quân đánh tan rã hết rồi. Quốc Dân Quân thừa thắng đuổi thẳng lên Nga Quán, đón đầu đánh liền, nổ súng từ hồi 12 giờ trưa cho mãi tới chiều tối, Cộng quân phải rút lui. Vì trời đổ tối, Quốc Dân Quân cũng rút lui về đồn Bái Dương. Kính thưa quý vị khán thính giả, sau kỳ phát thanh hôm nay, ban biên tập chúng tôi đã hoàn tất để gửi đến quý vị phần 15 và phần 16, chương 9, thiên thứ 3. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị vào buổi phát thanh tới với phần 17 và phần cuối của chương 9, thiên thứ 3, lịch sử đấu tranh cận đại 1927-1954, Việt Nam Quốc Dân Đảng do Việt dân Hoàng Văn Đào biên khảo. Trân trọng kính chào quý vị, tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh tuần sau. Xin cầu chúc quý vị và Bửu Quyến luôn may mắn, bình an và thành đạt. Chiến sĩ can trường cùng một lòng quyết chiến quân thù, thật hào hùng hồi chuông Yên Bái vang xa muôn trùng. Cờ đại nghĩa tung bay trên núi cao sông dài, vì tổ quốc lâm nguy tình riêng xa chi. Khi tiết anh hùng dòng ngạc hồng đứng trước quân thù, chẳng ngày ngùng ngày tan Yên Bái nương non. Lòng ta sung sướng, chi ta nhẹ nhàng. Máu hồng Việt quốc đã thắm quê hương, Việt Nam vạn tuế màu vàng pha trường. Không thành công thì cũng thành nhân, chống quân thù bảo quân an dân. Không thành công. Chiến sĩ can trường cùng một lòng quyết chiến quân thù, thật hào hùng hồi chuông Yên Bái vang xa muôn trùng. Cờ đại nghĩa tung bay trên núi cao sông dài, vì tổ quốc lâm nguy tình riêng xa chi.
anh hùng, dòng là còn đứng trước quân thù, chẳng ngày ngùng ngày ta yên bái nương non vì buồn. Chết vì tổ quốc, cái chết vinh quang, lòng ta sung sướng chỉ